Các bạn thân mến, chuyến hành trình của Quang Quý ngày hôm nay bắt đầu từ 4 giờ sáng và đây là thời điểm rất thích hợp để quý có thể tìm hiểu về một con hẻm đặc biệt tại thành phố Hồ Chí Minh, nơi lưu giữ những hàng quán lâu đời và rất quen thuộc với người dân Sài Gòn. Nào ngay bây giờ, chúng ta hãy cùng khám phá con hẻm 150 đường Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh nha. Nơi đầu tiên mà Quang Quý khám phá tại hẻm 150 Nguyễn Trãi chính là một tiệm bánh cuốn nổi tiếng tại Sài Gòn hơn 40 năm nay. Để có được những dĩa bánh cuốn thơm ngon cho người dân Sài Gòn thưởng thức, thì những thành viên trong gia đình gắn bó với món bánh cuốn này phải thức dậy từ lúc 1 giờ sáng và bắt đầu với công việc của mình. Bánh cuốn hẻm 150 Nguyễn Trãi là địa chỉ quen thuộc mỗi buổi sáng của nhiều người Sài Gòn. Thậm chí có người còn gắn bó với món ăn này từ khi tóc còn để chợm đến lúc trưởng thành. Không phải là một cửa hàng sang trọng, điểm hấp dẫn của món ăn này chính là sự giản dị nhưng lại rất tinh tế tỉ mỉ. Tất cả công đoạn chế biến từ xay bột, tráng bánh, nhân bánh đến phi hành khô đều do các thành viên trong gia đình tự thực hiện. Cô ơi, có rất nhiều khách hàng ở đây sau khi ăn món bánh cuốn của mình thì mê luôn á, và họ rất là ghiền cái lớp vỏ bánh cuốn của cái món bánh cuốn của mình. Vậy thì cô có thể chia sẻ bí quyết làm như thế nào để cho nó ngon không cô? Bí quyết làm cái bột để cho nó mỏng đó con, là cũng như con xay bột con không được làm liền. Dạ. Con xay bột con phải quậy muối vô, rồi cái con để cho nó lóng khoảng 2 ngày con mới tráng được. Ủa cô ơi, còn phần nhân này thì mình làm như thế nào? Phần nhân á, là cuộn sắn á, là con phải thái sợi ra. Dạ. Rồi con mới luộc, con mới bỏ lên bếp con luộc. Luộc rồi cái con mới vắt khô đi. Vắt khô đi rồi lúc đó con mới bỏ vô nồi, con có hành, có ấy, con xào nhân. Cô ơi, vậy thì bây giờ cô có thể chỉ con cách tráng bánh này được không cô? Được, để cô hướng dẫn con làm. Dạ. Người đầu tiên mở ra tiệm bánh cuốn nước danh này chính là bà Nguyễn Thị Bí. Hơn 40 năm trước, khi vào Sài Gòn sinh sống, bà đã học cách làm bánh cuốn rồi quẩy gánh ra đầu đường Ferre Louis, này là đường Nguyễn Trãi, để buôn bán. Năm đó thì mới về sống được chừng 2 tháng, 3 tháng thì tôi ra tôi bán rồi. Bán thì cực lắm, phải đem suốt bột gạo đó, phải đem suốt trong chậu bột chuối để xay. Năm nay đã 90 tuổi, dù đã để lại việc buôn bán cho con cháu, bà vẫn thường rửa rau, lào chén cho đỡ nhớ nghề. Nhiều người gắn bó với món bánh cuốn này mấy chục năm trời, thỉnh thoảng vẫn ghé quán để vừa thưởng thức, vừa thăm hỏi bà chủ năm xưa. Có mấy ông ăn hồi ra bánh cuốn ở đây, giờ các ông ấy đi Mỹ rồi. Thế cơ mà các ông ấy về, các ông cũng nhớ, các ông ấy đến. Con mới về con nhớ bánh cuốn của bà cụ quá, con nhớ quá. Giờ con về con ăn. Đã thành thói quen, khi tiếng chuông nhà thờ Huệ Sĩ vang lên phá vỡ bầu không gian im lặng lúc tờ mờ sáng, xe bánh cuốn lại được đẩy ra đầu hẻm để bắt đầu một ngày buôn bán. Tiệm bánh được giao lại cho mấy người con và cháu của bà Bí trông coi. Nói là giả từ nghề bánh cuốn, nhưng hầu như chẳng lúc nào bà Bí lại quên chỉ bảo cho con cháu mình cách tráng bánh làm nhân. Bởi thế mà mấy chục năm nay, bánh cuốn của bà vẫn giữ nguyên một hương vị. Dù hình thức dĩa bánh ở đây cũng giống hệt như những tiệm bánh khác, nhưng sự khác biệt chỉ thật rõ khi người ăn cầm chiếc đũa lên và thưởng thức. Quán chỉ có một chiếc xe đẩy và vài cái bàn nhỏ nhưng lại rất đông khách, đông nhất là khách mua về. Bỏ ra chừng 20 đến 25 ngàn, khách ăn có ngay một dĩa bánh với vỏ mỏng tan bọc lấy nhân thịt, các loại rau ăn, dừa leo và giá trụng rất hấp dẫn. Điểm nhấn của món này còn ở nước chấm được pha theo kiểu miền Nam với vị ngọt nổi trội. Khi ăn xong có sẵn ấm trà nóng cho khách uống. Đó là một nét đẹp xưa mà chỉ có người Sài Gòn cũ mới duy trì như một lời cảm ơn chân thành với thực khách.